Chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là thay đổi hình đại diện một cách âm thầm mà bạn bè chúng ta sẽ không nhận được cái thông báo, cũng như là khi mà lướt cái bảng tin thì bạn bè của chúng ta sẽ không thấy một cái hình ảnh đại diện mới mà chúng ta vừa mới thay đổi. Tuy nhiên thì khi mà họ truy cập vào cái tài khoản của chúng ta, tài khoản cá nhân, họ vào cái phần trang cá nhân để họ xem thì họ vẫn có thể nhìn thấy được cái hình ảnh cá nhân, hình ảnh đại diện mà chúng ta vừa mới thay đổi ở trên Zalo. Qua đó thì họ vẫn có thể tương tác được trên cái hình ảnh đại diện của chúng ta. Cụ thể là họ vẫn có thể thả tim hoặc là bình luận, họ là thể hiện cảm xúc, và với cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới thay đổi của cái hình đại diện ở trang Zalo cá nhân của chúng ta. Và để làm được điều này thì các bạn sẽ làm như sau, rất là đơn giản thôi. Nếu mà các bạn muốn là thay đổi cái hình đại diện, tuy nhiên thì các bạn không muốn cho người khác biết là bạn đã thay đổi hình đại diện và nó sẽ không hiển thị trên cái phần là nhật ký như thế này, thì các bạn sẽ vào cái phần hồ sơ ở trên trang cá nhân của chúng ta và các bạn sẽ bấm vào cái phần tài khoản cá nhân. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào bấm vào cái biểu tượng tài khoản cá nhân của chúng ta. Và các bạn có thể là lựa chọn ví dụ như là xem ảnh đại diện này, chụp ảnh mới, chọn ảnh từ thiết bị. Nếu như các bạn đã có sẵn một cái bức hình ở trong cái phần thiết bị của chúng ta, cụ thể ở đây là điện thoại, thì các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là chọn ảnh từ thiết bị này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn một cái hình ảnh đại diện mới mà các bạn muốn thay đổi. Đó. Thì khi mà chúng ta đã chọn một cái bức hình mới mà chúng ta muốn thay đổi ảnh đại diện thì các bạn có quyền là cân chỉnh cái bức hình này sao cho nó phù hợp và nó nằm ở giữa trung tâm của cái hình tròn thì nó sẽ cân đối và đẹp nhất. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái mục nó tích sẵn như này, đó là chia sẻ lên nhật ký. Thì mặc định thì khi mà chúng ta thay đổi một cái hình đại diện thì Zalo sẽ để chúng ta cái phần này để chúng ta có thể là chia sẻ lên nhật ký, và bạn bè chúng ta sẽ khi mà lướt cái dòng nhật ký sẽ biết được là chúng ta vừa thay đổi cái hình đại diện, và họ sẽ xem được là cái hình đại diện chúng ta vừa thay đổi là gì, và họ có thể thể hiện cái cảm xúc ví dụ như là thả tim hay là bình luận như mình nói ở đoạn đầu video. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không muốn chia sẻ cái phần ảnh đại diện mà các bạn đã thay trên nhật ký thì các bạn sẽ tắt cái mục này đi và các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng xong như này. Thì như vậy thì bạn bè chúng ta sẽ không được thông báo về cái hình đại diện mà chúng ta vừa mới thay đổi ở trên Zalo. Tuy nhiên thì khi mà vào cái phần tài khoản cá nhân của chúng ta, cụ thể là như thế này, bạn bè chúng ta sẽ kích hoạt vào cái tài khoản cá nhân của chúng ta thì vẫn sẽ nhìn thấy cái hình đại diện mà chúng ta vừa thay đổi, và họ vẫn có thể là thả tim hay là bình luận về cái hình đại diện của chúng ta. Đó, như vậy là trên đây là cái cách để chúng ta có thể là thay đổi hình đại diện ở trên cái tài khoản Zalo mà bạn bè chúng ta sẽ không biết được là chúng ta vừa thay đổi cái hình đại diện. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.